Hôm nay mình hướng dẫn anh em fit một cái công tắc wifi nha. Thì thường sau một thời gian sử dụng á, là thường những cái công tắc wifi của chúng ta nó sẽ bị gọi là không hoạt động nữa. Và cái lỗi mà thường những cái bộ mà công tắc wifi á các bạn, cái ổ cắm wifi mà nó không hoạt động á, là do là nó bị nổ tụ nha. Thì khi mà chúng ta thấy nó không còn hoạt động được á, thì các bạn tháo ra giống mình này. Đó. Đó, các bạn cứ tháo ra và sau đó chúng ta sẽ kiểm tra từng cái tụ một ha. Ở đây thì mình thấy nó không có cái con mình thấy nó không có cái con cầu chì ha, không thấy có con cầu chì, thì mình sẽ kiểm tra cái những cái con tụ thôi. Thì ở đây mình thấy này, cái có cái con tụ này nó bị nổ này các bạn. Đó, các bạn thấy nó bị nổ không, tắt luôn, nổ bung luôn nè. Đó. Thì chúng ta chỉ cần thay cái con tụ này là chúng ta có thể xài tiếp được, bởi vì trong tất cả những cái linh kiện ở đây thì mình thấy là chỉ có nổ đúng cái con tụ này thôi, và những cái con này thì nó vẫn hoạt động bình thường nha. Thì cái dàn tụ bên này là dàn tụ của điện 220V này, nó lên tới 400V này các bạn. Còn cái tụ bên này là nó ghi là 10V các bạn, 10V 600, 10V ha, 680F. Thì chúng ta sẽ kiếm một cái con tương tự. Ví dụ như trong tay mình thì mình có một cái dòng tụ là 25V và 680F, thì mình có thể mình thay vô đây được nha các bạn. Hoặc là các bạn kiếm những cái con tụ tương tự nha. Đó, kiếm những cái con tụ tương tự, ví dụ như là cái vôn thì các bạn bắt buộc phải cao hơn nha, bằng hoặc cao hơn. Ví dụ như là cái vôn ở đây nó 10V thì các bạn có thể kiếm từ 10V trở lên nha. Và cái microfarad cũng vậy. Đó, kiếm càng cao càng tốt nha các bạn, bởi vì cái farad này nó chính là cái độ lưu điện đó. Thì thường thì cái farad nó càng cao thì cái tích trữ điện đó các bạn, tại vì cái tụ nó cũng giống như một cục pin thôi. Đó, cái tích trữ điện của nó thì nó càng cao nha các bạn. Thì để các bạn xử lý cái con này thì bây giờ mình sẽ bung cái con tụ này ra thôi. Đó, bởi vì các bạn lưu ý là thường những cái con tụ các bạn tháo cũng khá là dễ thôi ha. Này, các bạn thấy nó nổ này. Đó, nó nổ bung bung cái này là luôn này. Đó. Thì trên cái con tụ của các bạn lưu ý nha, nó sẽ có hai cái điều mà các bạn cần lưu ý, đó chính là thường ấy là nó sẽ ghi cực âm là bên này nha. Cực âm là nó có cái vạch này này. Đó. Nó ghi dấu trừ này là cực âm nha. Các bạn mà chơi ngược là nó nổ tiếp á. Bây giờ mình sẽ làm tương tự với cái con này, là mình đấu vô thôi, cực âm, cực dương nha. Đó, các bạn lưu ý là mình làm sao để cho nó gọi là nó đúng cái cực của nó nha các bạn. Thì cái con này thì nó sẽ hơi to một chút xíu thì mình sẽ bóp lại thôi. Đó, mình sẽ đẩy nó vô xíu ha. Để khi mà mình hàn thì mình cho nó vô cái thiết bị cho nó nhanh. Đó. Thì các bạn hàn tương tự thôi, các bạn đấu nó vô lại thôi. Ở đây trên cái mặt này này nó cũng có ghi cái thông số này các bạn, nó ghi cái cách để cho các bạn có thể gắn cái tụ vô rồi, nên là chúng ta cứ làm bình thường thôi, không có gì. Thì các bạn lưu ý nha, chúng ta sẽ dùng cái lưỡi chân ngựa này này, chúng ta đẩy nó vô cái phần chì á, để cho cùng lúc là hai cái bên chì nó chạy ra cùng lúc, các bạn đẩy vô cho nó dễ nha. Đó, hiện tại thì nó chưa có vô do là cái khoảng cách nó chưa có đúng các bạn. Đó, bây giờ mình phải tháo nó ra để mình canh nó vô ha. Đó, nó mới vô một chân thôi. Bây giờ mình sẽ lấy cái này mình đẩy nó qua cho nó vô cái chân thứ hai ha. Bởi vì cái con tụ này thì cái nó to hơn chút xíu. To hơn thì ngon hơn ha. Thì nên là cái chân của nó thì nó dạng hơi dài. Bây giờ mình phải đẩy làm sao để cho nó vô được cái chân bên này nữa là ok. Đó. Đẩy cái nó lên luôn này. À, tiếp tục. Cho nó lên sâu sâu tí. Đó. Vậy là mình đẩy nó vô sát luôn ha. Rồi, cứng ngắc luôn. Đó.
thì sau khi mình thay xong thì mình sẽ hoạt động lại bình thường thôi các bạn. Các bạn lưu ý nhé, chúng ta sẽ rất là dễ để kiểm tra và thay thế thôi cho cái con tụ này, nó cắt đứt. Ở trong cái trường hợp mà các bạn đấu mà các bạn bị quên cái chiều á, thì mình sẽ sử dụng một cái đồng hồ mình đo tiếp điểm nha. Các bạn có thể đo cái chân âm của thằng này này với cái chân âm của thằng này nha. Nếu mà hai thằng này mà nó kêu á, là đúng nha, còn các bạn mà đấu ngược lại á thì nó sẽ không kêu. Đó là cái cách xác định này cho các bạn, ví dụ các bạn muốn xem là mình đấu đúng chuẩn hay chưa trước khi cắm điện á. Thì thường thì những cái con tụ này, các bạn nó như quả pháo á, các bạn mà cấp ngược một cái thôi là đùng nó nổ hơi bị ghê nha các bạn, nó như 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 quả pháo vậy đó. Nên là các bạn lưu ý khi mà chúng ta sử dụng những cái linh kiện điện tử để chúng ta sửa chữa nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã coi cái video này.